Xin chào mọi người nhé. Hôm nay xin mời mọi người cùng đi trải nghiệm với mình đi dân lứ mùa nước nổi nha mọi người ơi. Đây là cái cánh đồng mùa nước nổi nha mọi người. Hôm nay mình cùng trải nghiệm để đi dân lứ bắt cá với mình nha. Đây nè mọi người, đây là cái mùa nước nổi đó. Nước rộng, nước là mênh mông luôn phải mọi người. Giờ mình sẽ cùng nhau dân lứ bắt cá nha. Xin mời mọi người. Mùa này ở miền Tây mình là bắt cá là rất nhiều luôn đó mọi người ơi. Rồi đứa em mình nó qua tiếp mình, nó dăng tiếp mình mọi người. Hai anh em dăng gì cho nó dễ dăng. Để dăng lưới. Vô
Tôi đi dặn ra bữa chuối luôn chứ không phải gì tôi đi đâu nữa. Mình đập như vậy nè cho cá nó chạy nó dễ dính lưới nha mọi người. Đập như vậy đó cho cá nó chạy nó dễ dính lưới.
nãy đi giăng lưới này nha mọi người. Đó, đây nè. Không, dính quá trời luôn nè. Cá sặc nữa nè. Mê cá sặc lắm. Cá sặc này mình chiên ha, ớt muối, xả, xả ớt đồ đó. Cái mình chiên cũng ngon lắm. Hoặc là nấu canh chua với cù nèo, rau muống. Quá đỉnh luôn. Ăn lưới thì cực mà vui chứ, có cá ăn là vui. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình giăng lưới được nhiêu cá nha cả nhà. Đây, chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt.